Mảnh đất này từ xa xưa vốn là một phần đất do biển bồi tạo nên. Theo dấu chân của cha ông những ngày đầu mở đất, biết bao thế hệ người con Xuân Trường cần cù sáng tạo, giàu ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên đã cống hiến, hy sinh để tạo dựng nên một Xuân Trường năng động, phát triển hôm nay. Đóng góp vào thành quả chung ấy phải kể đến những nỗ lực của Đảng bộ huyện Xuân Trường qua các thời kỳ, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015-2020. 5 năm là quãng thời gian mà Đảng bộ huyện Xuân Trường khóa 23 đã nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đoàn kết và sáng tạo để giờ đây Xuân Trường trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế của vùng đất phía Nam tỉnh Nam Định. Làm thế nào để khơi dậy sức bật của một vùng đất vốn được thiên nhiên ưu đãi, vô cùng phong phú những tiềm năng để phát triển? Câu hỏi này được Ban chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Trường khóa 23, nhiệm kỳ 2015-2020 luôn trăn trở. Câu trả lời đã được thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Hiện nay Xuân Trường đã tự tin bước vào giai đoạn bứt phá, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. Ở lĩnh vực này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã chú trọng phát huy sức mạnh, trí tuệ của tập thể, ban hành nhiều chương trình công tác trọng tâm với các đề án, nghị quyết chuyên đề cho từng giai đoạn, từng thời điểm cụ thể. Xác định lấy nông nghiệp làm nền tảng, chọn công nghiệp là đột phá, thương mại du lịch là mũi nhọn tăng trưởng, đã thể hiện tư tưởng chỉ đạo phát triển bứt phá của Xuân Trường. Các chương trình hướng về cơ sở cũng được đẩy mạnh, thực sự làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn huyện. Xuân Trường giờ đây trở thành một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, thể hiện ở những con số ấn tượng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp. Hiện nay, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 11,4%, công nghiệp xây dựng chiếm 63,13%, dịch vụ chiếm 25,47%. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đến năm 2020 đạt trên 7.400 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng xuất khẩu đến năm 2020 đạt 37 triệu USD. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 355 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 60 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 1,3%. Tất cả đều đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội 23 đề ra. Những con số này là minh chứng sinh động nhất cho đường lối phát triển đúng đắn, tinh thần đoàn kết chung sức của Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Trường. Những giá trị to lớn nhất được tạo ra có lẽ không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng thuần túy, mà điều quan trọng hơn là Xuân Trường đã xác định được một hướng đi, một tư duy, một tầm nhìn chiến lược mang tính đột phá. Cụ thể trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, chủ trương lớn của huyện là tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng con nuôi, cơ cấu mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển đa dạng ngành nghề nông thôn, với quyết tâm làm thay đổi cơ bản kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, cảnh quan môi trường và tăng thu nhập cho người dân. Huyện đã tích cực chủ động triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện về hỗ trợ nông dân, đầu tư nguồn lực cho nông nghiệp nông thôn. Tổng kinh phí đầu tư khuyến khích phát triển sản xuất từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh là 28,9 tỷ đồng, ngân sách huyện là 1,6 tỷ đồng. Đến nay đã thu hút 50 cá nhân, 4 doanh nghiệp tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa với diện tích 525 ha. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Vineco Vigroup đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 140 ha tại xã Xuân Hồng. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, huyện đã huy động được trên 2.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Toàn huyện có 20 trên 20 xã thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới và huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Hiện nay, các xã thị trấn đang tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hai xã Xuân Hòa và Xuân Kiên đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đảm bảo đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và có hai khu dân cư của xã Thọ Nghiệp đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, đến năm 2020, toàn huyện có 20 trên 20 xã thị trấn có hệ thống cấp nước sạch, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,96%, nước sạch đạt 82,9%.
Song song với phát triển lĩnh vực nông nghiệp, Xuân Trường chú trọng phát triển lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Để phát triển lĩnh vực này, Đảng bộ huyện Xuân Trường đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, trong đó ưu tiên phát triển một số ngành nghề như cơ khí, dệt may, sản xuất đồ gỗ, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, vừa góp phần tăng giá trị sản xuất, vừa giải quyết bài toán việc làm cho lao động ở nông thôn. 100% xã thị trấn có cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các làng nghề truyền thống hoạt động ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Theo quy hoạch, toàn huyện có một khu công nghiệp với diện tích 200 ha, 7 cụm công nghiệp với tổng diện tích 158,11 ha, trong đó có 4 cụm công nghiệp đang hoạt động. Các quy hoạch được tập trung triển khai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2017. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực chân cầu Lạc Quần. Quy hoạch chi tiết khu đô thị thị trấn Xuân Trường làm cơ sở để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Hiện đang triển khai lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường và rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã. Lĩnh vực xây dựng cơ bản đạt kết quả khá. Với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, cùng với ngân sách huyện, ngân sách xã và sự đóng góp của nhân dân, tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt trên 7.700 tỷ đồng, xây dựng trên 115 km đường giao thông. Cùng với việc phát triển kinh tế, huyện Xuân Trường quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, thể dục thể thao. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện, chất lượng từng bước được nâng lên. Huyện đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, học lớp 10 trung học phổ thông ở các loại hình đạt 88%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đạt trên 99%. Cơ sở vật chất các trường học được quan tâm đầu tư theo hướng đạt chuẩn trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành y tế được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế được tăng cường, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được cải thiện. 100% số xã thị trấn có cán bộ chuyên trách dân số. 100% số thôn, xóm, tổ dân phố có ít nhất một cán bộ y tế. 95% số xã thị trấn có bác sĩ làm việc tại trạm y tế. 100% xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,2%. Công tác y tế dự phòng, tiêm chủng mở rộng và phòng chống dịch, nhất là dịch COVID-19 được triển khai tích cực, kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát lây lan. Các hoạt động văn hóa thể thao được chỉ đạo tích cực với nhiều biện pháp thiết thực, tạo nên nhiều chuyển biến trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Các thiết chế văn hóa từ huyện đến thôn xóm, tổ dân phố được đầu tư xây dựng đồng bộ theo chuẩn nông thôn mới. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhất là đề án đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn huyện được triển khai tích cực, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt kết quả thiết thực. Các lễ hội truyền thống được duy trì và phát triển, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Chùa Keo, Hành Thiện được nhà nước công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật đặc biệt cấp quốc gia. Lễ hội Chùa Keo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Xác định là huyện có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận khu vực phòng thủ ven biển của tỉnh, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương hàng năm. Từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện Xuân Trường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ qua là huyện Xuân Trường đã tổ chức khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và 113 năm ngày sinh của Người. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên tiếp tục được coi trọng,
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã tiếp thêm sức mạnh cho các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên lan tỏa ra cả cộng đồng để những giá trị đạo đức Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống của Xuân Trường hôm nay, sâu sắc, tự nhiên hiển hiện trong những việc làm tốt đẹp hàng ngày. Thành công trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh chính là nhân tố đặc biệt quan trọng giúp Xuân Trường khai thác có hiệu quả những tiềm năng, khơi dậy sức mạnh đoàn kết và sáng tạo của toàn xã hội trong công cuộc dựng xây và phát triển quê hương. Trước hết là chúng tôi luôn luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, quan tâm xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng phong cách làm việc sát thực tế và gần gũi với nhân dân. Thứ hai là chú trọng phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định chính trị xã hội, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người và bảo vệ môi trường. Ba là đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và tính quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp. Phát huy tính chủ động, đồng thuận của cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân và các tôn giáo trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thứ tư là quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc như đời sống, việc làm, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và tham gia giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, huyện Xuân Trường chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các bộ ban ngành ở trung ương, của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh và các sở ban ngành của tỉnh cùng với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ huyện, đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia tích cực của các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân và sự chung tay góp sức của đông đảo con em Xuân Trường ở mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay đi trên những con đường nông thôn mới thanh thang, mỗi người dân huyện Xuân Trường lại tràn ngập niềm tự hào. Những thành tựu diệu kỳ đạt được trong quá trình gian khó ấy cho người dân Xuân Trường thêm niềm tin vào một chặng đường tăng tốc phát triển hơn nữa. Niềm vui của chúng tôi so với trước đây, so với nhiệm kỳ trước thôi thì đã phát triển và thay đổi. Xuân Trường quê ta có thể nói là đã khoác lên mình một cái tấm áo mới. Gần như chúng ta không thể phân biệt đâu là đô thị và đâu là nông thôn nữa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Xuân Trường nói chung và Đảng bộ các địa phương nói riêng và nhất là các chi bộ thì tôi thấy cái tinh thần của bà con, sự đoàn kết gắn bó giữa người với người, rồi sự gần gũi giữa Đảng với dân thì được gắn kết. Rất mong muốn sau cái nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ lần huyện Đảng bộ lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện Xuân Trường này thì tôi kỳ vọng là các đồng chí làm sao phát huy hơn nữa cái tính tích cực của lớp trẻ, tức là lớp trẻ phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đoàn kết chặt chẽ hơn nữa. Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ sắp tới, chúng tôi rất hy vọng Đại hội tới là một đại hội đổi mới và chúng lựa chọn được một cái ekip, nói chung là các đồng chí tham gia ban chấp hành Đảng bộ, chúng là trẻ khỏe, năng lực và có đầy tâm huyết để chúng là đề ra những cái phương sách và những cái nghị quyết để mà tiếp tục nói chung là xây dựng quê hương Xuân Trường được phát triển và xây dựng được cái quê hương Xuân Trường đạt cái danh hiệu là nông thôn đổi mới và nông thôn kiểu mẫu. Và trong đó thì chúng tôi thấy là tiếp tục là đi vào cái một số cái vấn đề như là môi trường làm sao cần được cải thiện, làm sao cho cái quê hương Xuân Trường vừa tốt đẹp nhưng mà vừa xanh và đẹp và đảm bảo cái môi trường, cái cuộc sống yên lành. Và thứ hai, an ninh chính trị làm sao tiếp tục đẩy mạnh để chung là giữ vững là cái truyền thống là quê hương Xuân Trường. Đại diện cho thế hệ trẻ của huyện Xuân Trường, tôi kỳ vọng nhiều nhất ở ban chấp hành khóa tới là sẽ đưa ra những quyết sách mới để đưa cho huyện, để đưa huyện nhà phát triển hơn nữa. Riêng đối với những hoạt động phong trào của đoàn thanh niên thì tôi mong sẽ huyện nhà sẽ có những cái phương hướng mới, những cái quyết sách mới để quan tâm hơn, chỉ đạo đến hoạt động của đoàn thanh niên phát triển hơn nữa. Trái ngọt có được ngày hôm nay là động lực để Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Trường quyết tâm tận dụng cơ hội, thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 trên tinh thần phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương thức,
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, ổn định chính trị xã hội, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng huyện Xuân Trường thành huyện nông thôn mới nâng cao, tiến đến nông thôn mới kiểu mẫu. Định hướng lớn của huyện trong thời gian tới tập trung vào những nội dung chủ yếu sau. Về phát triển kinh tế thì trước hết là phát huy cái tiềm năng thế mạnh của huyện, sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ để đến năm 2025, cái giá trị sản xuất của công nghiệp, dịch vụ và xây dựng chiếm tỷ trọng trên 90% giá trị sản xuất trong cơ cấu giá trị sản xuất của huyện. Tốc độ tăng trưởng hàng năm phấn đấu đạt từ 16% trở lên và đảm bảo thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 100 triệu đồng trở lên. Về văn hóa xã hội thì phải khai thác tối đa tiềm năng, giá trị của các di tích lịch sử văn hóa cách mạng, truyền thống của quê hương như khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Chùa Keo Hoành Thiện, lễ hội Chùa Keo Hoành Thiện, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Tiểu Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai và Tòa Giám mục Bùi Chu để kết nối với các điểm du lịch trong toàn tỉnh để phát triển mạnh mẽ cái lĩnh vực du lịch, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi và làm hết mình để thu hút đầu tư xây dựng bệnh viện quốc tế trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ tới, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành nhiệm vụ, và tập trung làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng cũng như là bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, rồi thì tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, và chủ động ứng phó có hiệu quả với các cái biến đổi khí hậu, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Và đối với Xuân Trường thì không những phải đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn mà còn phải quan tâm đặc biệt tới an ninh tôn giáo. Xuân Trường quê tôi, đồng lúa vừa xanh, vườn dâu trải rộng, trời cao lồng lộng, soi dòng sông Ninh Cơ, dòng Ninh Cơ bốn mùa sóng vỗ. Tình yêu với mảnh đất Xuân Trường đã là chất men cảm xúc để nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác bài hát Xuân Trường quê tôi. Âm hưởng của lời thơ, tiếng nhạc chính là tình yêu, niềm tin và niềm tự hào của mỗi người con Xuân Trường về hôm nay và tương lai tươi sáng của vùng đất phía Nam đầu sóng ngọn gió. Với điểm tựa vững bền là truyền thống cách mạng cùng sự năng động sáng tạo bắt kịp với xu thế phát triển của thời đại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Trường đang từng ngày nỗ lực không ngừng để vươn mình mạnh mẽ cùng tỉnh Nam Định hội nhập và phát triển. Xuân Trường quê tôi, nhà mới cầu xây đường thôn mở rộng, ra khơi vào lòng vẫn nhớ Chùa Keo. Mùa thu nay em đi chạy hội, thuyền đua lướt vội sóng vỗ bênh bông.